Và khoảng thời gian 2 tháng trước, mình đã từng review chiếc Nokia C31 Plus, một chiếc máy nằm ở trong phân khúc tầm giá trên dưới 3 triệu đồng. Và hiện tại trên tay của mình đây, nếu như mình không nói rằng đây là chiếc máy nào, thì mình nghĩ rằng anh em sẽ bị nhầm với chiếc Nokia C31 Plus. Đây là phiên bản cắt giảm của chiếc Nokia C31 Plus với tên gọi Nokia C31. Và chiếc máy này có gì nổi bật, hãy cùng chúng mình đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Viettel Store. Và đây là bài đánh giá chiếc Nokia C31. Rồi, thông thường khi mà chúng ta đánh giá những chiếc máy nằm ở trong phân khúc giá rẻ, chúng ta sẽ thường xuyên để ý đến mặt đấy là pin. Thì chiếc máy này được trang bị một viên pin với dung lượng 5050 mAh, một con số tương đối lớn từ trong phân khúc tầm giá. Tuy vậy thì sạc ở trên chiếc máy này thì lại không quá nhanh. Và nếu như xét về mốc thời gian on-screen thì chiếc máy này có thể đạt được đến ngưỡng là từ 6 cho đến 7 tiếng. Lý giải cho điều này thì cũng khá dễ hiểu, là hiệu năng cũng như là màn hình ở trên chiếc máy này có thông số không quá ấn tượng. Thế cho nên việc đáp ứng cho chúng ta có được một mốc thời gian on-screen lớn như vậy là một điều hoàn toàn dễ hiểu. Và chiếc máy này cũng sẽ hướng đến một vài đối tượng như là những người dùng cơ bản hay là những anh em chạy ship cần một chiếc máy một viên pin trâu chẳng hạn. Tuy vậy thì với một viên pin 5050 mAh thì chiếc máy này lại gặp một vài những nhược điểm liên quan đến cảm giác cầm nắm, cụ thể là như thế nào. Đúng vậy, nếu như xét về độ dày, chiếc máy này không quá dày, nhưng về trọng lượng của máy thì nó lại tương đối nặng. Và trong quá trình mình sử dụng, mình thường xuyên cảm nhận thấy tương đối khó chịu ở trên một chiếc máy có kích thước đã to bản rồi lại còn có một trọng lượng nặng như thế nữa, thì việc mình sử dụng về lâu về dài sẽ không quá tốt. Ngược lại thì ở phía mặt sau, chúng ta sẽ có một ưu điểm cực kỳ lớn ở trên chiếc Nokia C31, đó là chúng ta sẽ có cảm biến vân tay, và cảm biến vân tay này sẽ được tích hợp ở phía mặt lưng. Và khả năng hoàn thiện ở trên chiếc máy này thì cũng rất ấn tượng. Nếu như anh em để ý thì trước giờ mình đã gõ phần mặt lưng ở trên tương đối nhiều những chiếc smartphone. Và khi mà mình gõ phần mặt lưng ở trên chiếc máy này, mình cảm nhận thấy đấy là nó không quá rỗng, ngay cả đối với những chiếc máy nằm ở trong phân khúc tầm giá là từ 4 cho đến 5 triệu. Xét riêng về vấn đề hoàn thiện, Nokia đã làm rất tốt ở trên một dòng sản phẩm mà không một ai nghĩ rằng là họ sẽ hoàn thiện tốt cả. Phần mô hình camera ở trên chiếc Nokia C31 này mình không đề cập quá nhiều vì một lý do rất đơn giản thôi. Nó chả khác gì chiếc Nokia C31 Plus cả. Và quay sang phía mặt trước sẽ là một kiểu thiết kế màn hình, là màn hình giọt nước đương nhiên rồi, 3 triệu đồng chúng ta không thể nào đòi hỏi nhiều hơn. Và phần viền dưới màn hình ở trên chiếc máy này thì cũng sẽ không cân đối so với những phần viền khác, nó sẽ hơi dày hơn một chút. Tạm thời có thể kết luận rằng đây là một chiếc máy khá tròn vai trong phân khúc tầm giá, xét riêng về khoản ngôn ngữ thiết kế cũng như là về mặt pin. Vậy thì có thứ gì mình cảm thấy không hài lòng ở trên chiếc máy này? Đấy chính là về phần màn hình. Để dễ hình dung thì chiếc máy này sẽ được trang bị một màn hình với kích thước 6.7 inch. Nhưng 6.7 inch này nó hơi lạ một chút, vì đây mình sẽ giơ lên cho anh em xem. Cùng là 6.7 inch, tuy nhiên kích thước ở trên chiếc Nokia C31 này nó sẽ dài hơn đôi chút so với chiếc iPhone 13 Pro Max hiện tại đang cầm trên tay của mình. Thứ mà mình cảm thấy không thích nhất đấy chính là về phần chất lượng hiển thị thực tế ở trên chiếc máy này. Thông số thực ra là màn hình HD cộng, trải nghiệm sử dụng thực tế nó cũng tạm ổn về mặt độ chi tiết, tuy nhiên độ tương phản trên chiếc máy này thì không quá tốt. Khi mình nhìn vào, mình cảm thấy màn hình ở trên chiếc máy này có phần nào đấy hơi nhợt so với các đối thủ khác ở trong cùng phân khúc tầm giá. Độ sáng ở trên chiếc Nokia C31 này cũng là một vấn đề tương đối lớn nha. Khi mà chúng ta đi vào trong những góc tối thì chúng ta vẫn có thể cảm nhận được độ sáng trên chiếc máy này khá ổn. Nhưng khi chúng ta đi ra những môi trường mà gọi nôm na là nắng cực và nắng dại ạ, thì màn hình ở trên chiếc máy này nó sẽ hơi tối một chút. Và đây là một điểm mình nghĩ rằng Nokia đã cắt giảm đôi chút về phần tấm nền hiển thị để giúp cho chúng ta có được những thứ tốt hơn. Rồi, thế còn về hiệu năng, một chiếc máy nằm ở trong phân khúc tầm giá 2 triệu đồng, mình nghĩ anh em không nên kỳ vọng quá cao về mặt hiệu năng. Và Nokia C31 phản ánh hoàn toàn đúng điều này khi được trang bị con chip Unisoc 9863A1. Đây là một con chip không quá mạnh và trải nghiệm sử dụng thực tế của chúng ta thì cũng chỉ vừa đủ ở trên những trải nghiệm cơ bản như là chúng ta có thể nghe gọi và nhắn tin mà thôi. Chơi game cũng là một trong những rào cản tương đối lớn ở trên chiếc máy này. Minh chứng rõ ràng nhất cho điều này đấy là khi mình sử dụng các ứng dụng như là camera chẳng hạn, mình chuyển qua các chế độ thì nó sẽ có một sự delay nhẹ. Tuy nhiên thì Nokia đã khá khéo léo để đem đến cho chúng ta những chuyển cảnh để chúng ta cảm nhận thấy sự delay này không phải là quá lớn. Ngược lại, nếu như chơi game, những ứng dụng mà bắt buộc chúng ta phải có một mức cấu hình mạnh để có thể đáp ứng được, thì chiếc máy này đáp ứng cho chúng ta ở mức độ đấy là vừa đủ cho những tựa game ví dụ như là Subway Surfer mà thôi. Thế cho nên mình nghĩ đối tượng sử dụng tốt chiếc Nokia C31 này sẽ chỉ là những người dùng cơ bản và không hơn không kém. Còn về camera, gần như tương đồng so với chiếc Nokia C31 Plus là những gì mà mình sẽ nói về chiếc máy này. Thông số về camera thì sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ có một ống kính với độ phân giải 13MP và hai ống kính phụ với độ phân giải 2MP, phục vụ cho những tác vụ như là chụp ảnh macro hay hỗ trợ đo độ sâu trường ảnh. Camera selfie ở trên chiếc máy này sẽ có độ phân giải là 5MP. Trải nghiệm sử dụng thực tế của mình ở trên chiếc máy này như thế nào? Về cơ bản, độ chi tiết nằm ở mức độ ổn thôi, không quá xuất sắc. Đồng thời thì ảnh cho ra tương phản cũng không tốt và độ sáng thì cũng không quá ấn tượng đối với mình. Một lần nữa, điều này lại khẳng định cho việc đây là một chiếc máy phục vụ cho những tác vụ cơ bản là chính.
Tất nhiên là cũng có một vài điểm khá là đáng khen. Đấy là ảnh selfie ở trên chiếc máy này nằm ở mức độ khá. Và nếu như mà chúng ta sử dụng để chụp ảnh thì nó vẫn nằm ở mức độ dùng được nếu như đáp ứng cho chúng ta tốt về độ chi tiết. Còn nếu như chúng ta muốn có một sự ảo diệu thì chúng ta nên sử dụng các ứng dụng bên thứ ba để đảm bảo cho chúng ta có được những trải nghiệm tốt nhất. Và để tổng kết, không có quá nhiều thứ để chúng ta nói về chiếc Nokia C31 này. Một chiếc máy được cho là tròn vải trong phân khúc tầm giá, có một vài những yếu tố đáng khen như là có nhiều ống kính camera. Tuy nhiên những trải nghiệm sử dụng thực tế của chúng ta thì một lần nữa phải nhắc lại, nó nằm mức độ vừa đủ dùng và phục vụ cho các tác vụ cơ bản là chính. Nếu như chúng ta đòi hỏi của một chiếc máy mà vượt phân khúc tầm giá này thì mình nghĩ rằng anh em đòi hỏi hơi quá nhiều. Vậy thì anh em đánh giá sao chiếc Nokia C31? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video tiếp theo.